chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Toán và Chuyện. Mà hôm nay mình sẽ các bạn cùng khám phá tính năng tiếp theo của hộp toán học nha các bạn. Hộp toán học mình nhắc lại về thao tác bấm ha. Đầu tiên là mình đây cái này do mình mở rồi ha. Đầu tiên mình bấm phím on, bấm phím home, mũi tên lên, mình vô hộp toán học. Thì trong video trước mình đã khám phá về tung xúc xắc rồi, bây giờ mình sẽ khám phá về tung đồng xu ha các bạn. Đây tung đồng xu, đây số đồng xu thì chỉ tung một đồng xu thôi. Số lần thử mặc định là 5 nè. À, trong đây này là cài đặt mặc định thôi. Giờ mình sẽ tung một đồng xu và tung 5 lần nha các bạn. Đây bằng có sấp và ngửa nha các bạn. Rồi mình sẽ khai bên sách đó. Đó, mặt trắng mặt đen ha. Đó, 3 mặt trắng, 4 mặt trắng, một mặt đen ha. Rồi mình sẽ xuất hiện tần số tương đối nè. Mặt đen xuất hiện một lần là chiếm 0.2, mặt trắng xuất hiện 4 lần là 0.8, khá trực quan nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là tung. À, đây mình có tung 2 đồng xu, 3 đồng xu, mình sẽ tung 2 đồng xu cho các bạn xem ha. Số lần thử cũng là 5 luôn đi ha. Thôi bây giờ đổi đi cho 6 đi. Số lần thử ha, cho 6 đi ha. Rồi vận hành. Ok. Đây xem bên sách. Đây mình sẽ có tung 2 đồng xu. Đây tung đồng xu thứ nhất nè, gồm có là đen trắng, đen trắng. Còn tung đồng xu 2 sẽ là đen 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 trắng nè các bạn ha. Ở đây tổng hợp là đen xuất hiện 2 lần, đây đen xuất hiện 1 lần, đen xuất hiện 2 lần, đen không xuất hiện, đen xuất hiện 1 lần và đen xuất hiện 1 lần ha các bạn. Rồi đây về tần số tương đối nè. Đó tần số tương đối nè các bạn. Đó về đen và trắng số lần xuất hiện là 1, chiếm tỷ lệ là 0.1666% ha. Rồi còn mà đây là đen không xuất hiện ha, thì là đen rồi, đen không xuất hiện 3 lần. Còn này là đen xuất hiện 2 lần. Đen xuất hiện 2 lần là đây, đen xuất hiện 2 lần đây là gì? Là cả đồng xu thứ nhất và đồng xu thứ hai đều xuất hiện đen các bạn. Còn đây đen xuất hiện chỉ 1 lần. À, còn đen đây là xuất hiện ở đồng xu đen xuất hiện đồng xu nhất và trắng xuất hiện thứ hai hoặc là ngược lại các bạn ha. Đây đen trắng nè các bạn, nó chiếm 0.5%. À, 0.5%. Ờ, để mình coi lại cái bảng coi nó đúng không ta. Đây mình coi nè ha, đen đen nè, đó đen đen, rồi đen trắng, đen đen, đó đen đen xuất hiện là 2 lần nha các bạn, đen trắng xuất hiện 2 lần, trắng trắng, đen trắng xuất hiện 3 lần, trắng trắng xuất hiện 1 lần, là đủ 6 lần ha. Để coi lại nè, đó, đen đen xuất hiện 2 lần, à, đen trắng xuất hiện đen trắng xuất hiện 3 lần mới đúng. Đây này là đen trắng nè các bạn, này đen trắng mới đúng ha. Còn này là đen đen, đen đen, này là trắng trắng, cái này trắng trắng nha các bạn nè, này trắng trắng mới đúng, cái này trắng trắng nè, cái hàng thứ hai là đen trắng, còn này là đen đen ha. Cái hàng thứ nhất là cái hàng cuối cùng là đen đen, cái hàng giữa là đen trắng, rồi cái hàng ở trên là trắng trắng đó các bạn. Tức là đen không xuất hiện lần nào nè. Đó, đen xuất hiện 1 lần, đen xuất hiện 2 lần ha các bạn. Nha, hơi phiền ha. Rồi. Ở đây mình thử tung đồng xu 3 lần cho các bạn xem luôn ha. Cái thử 4 thôi. 4 lần thôi. 4 thôi cho dễ ha. Rồi, cùng xem kết quả. Đó, vậy trên sách nè ha. Đó, đen 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 hết xuất hiện 3 lần nè. Đen trắng đen nè, đen trắng đen nè, trắng trắng đen nè ha. Đó, phiền rồi ha, bắt đầu lên bao xu hết còn phiền lên các bạn. Đó, rồi đây là gì? Ở đây là không có đen nào ha, không có đen nào. Không có đen nào tức là xuất hiện trắng hết đó, là không có ha, không có ha. Ở đây xuất hiện 1 đen, đây xuất hiện 2 đen và đây xuất hiện 3 đen ha. Lấy đen làm tiêu chuẩn ha các bạn. Đó, và lấy này cộng lại chia cho số lần nó là 4 ha. Rồi mình ra được cái tỷ lệ này 0.5, 0.25 và 0.25. Rồi hôm nay mình tiến hành review đây thôi. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.